vị và các bạn thân mến, gần đây tệ nạn sử dụng ma túy lại đang nổi lên trong giới trẻ. Tác hại ghê gớm nhất, ma túy không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chính bản thân người sử dụng, mà là gây cho người đó trạng thái phấn khích ảo, nghiện cục bộ, khiến họ bất chấp tất cả mọi việc chỉ để thỏa mãn cơn đói thuốc. Thậm chí, đó là việc trộm đồ của gia đình, trộm đồ ngoài đường, cướp của giết người, mại dâm. Người nghiện ma túy trở thành gánh nặng của gia đình và tai họa cho xã hội. Trong chuyên đề kỳ này, chúng tôi sẽ phân tích về mức độ lây lan và hệ lụy đáng sợ của ma túy gây ra cho bản thân người sử dụng và cả xã hội. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Khuya ngày 5 tháng 5 năm 2015, Võ Khánh Duy đi ngang nhà anh Phùng Khắc Vũ ở khu vực 3 phường Ngã Bảy. Phát hiện cửa nhà không khóa, Duy liền đột nhập vào nhà lấy một xe quay alpha, một điện thoại di động, một cái bóp bên trong có gần 1 triệu rưỡi đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng rồi chạy lên thành phố Cần Thơ. Qua điều tra, công an thị xã Ngã Bảy xác định Võ Khánh Duy chính là đối tượng gây ra vụ trộm trên và bắt ngay sau đó. Được biết, Duy là đối tượng nghiện ma túy, từng có 6 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ, vừa mới ra tù đầu năm nay. Nếu như tình Duy tự biến mình thành kẻ trộm chuyên nghiệp để dâng cuộc đời cho cái chết trắng, thì với đối tượng Võ Thị Bích Diễm, 29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, lại tỏ ra ma mạnh hơn. Vào đầu tháng 2 năm 2015, Diễm bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an huyện Long Mỹ bất ngờ ập vào phòng trọ kiểm tra và bắt quả tang Diễm cất giấu nhiều gói nhỏ ma túy tổng hợp dạng đá methamphetamine có tổng trọng lượng gần 5 gram vào nhiều nơi trong cơ thể, không qua mặt cơ quan chức năng. Qua điều tra, Diễm thừa nhận số ma túy trên được Diễm mua tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về để sử dụng và nếu ai có nhu cầu thì Diễm bán lại. Hai trường hợp trên có đặc điểm chung là đều có thâm niên sử dụng ma túy. Tuy rằng cách thức phạm tội khác nhau, nhưng khi cơn đói thuốc nổi lên thì lại bất chấp tất cả để thỏa mãn cơn nghiện. Đây là điểm nguy hiểm nhất của ma túy. Nghiện ma túy có thể tác động nghiêm trọng đến bản thân, gia đình và bạn bè người nghiện. Người nghiện rất khó kháng cự lại sự cám dỗ của ma túy và điều này dẫn đến sự thay đổi trong tính cách của họ. Kết quả là có nhiều người nghiện bị trầm cảm, kích động và dễ giận dữ. Nhiều người nghiện sẽ làm bất cứ điều gì để có thể có ma túy. Họ có thể bán đồ dùng cá nhân, lấy tiền từ bạn bè và gia đình, cờ bạc, trộm cắp hoặc hành nghề mại dâm, hay nguy hiểm hơn là tàng trữ, vận chuyển để có tiền mua ma túy sử dụng. Thì đối với quản lý các đối tượng ma túy này, nhìn chung hiện nay rất là khó. Bởi vì hiện nay thì các đối tượng cũng như gia đình thì chưa hợp tác với đối với ngành công an. Từ đó cũng như ban ngành đoàn thể, từ đó trong việc quản lý, giáo dục thì gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ hai là một số đối tượng nơi khác thì đến rủ ghê, cũng như là cái tụ tập một số đối tượng tại địa phương thì thường xuyên là hút chích. Cho nên thì trong quá trình quản lý và cái giáo dục đối tượng thì còn gặp nhiều khó khăn. Nói về cảm giác những lần giật giả cho thuốc, có lẽ Trần Long Đệ, ấp Trường Lợi A, xã Trường Long A vẫn chưa quên. Bỏ học từ sớm, Đệ cưới vợ khi mới 17 tuổi. Một năm sau, khi Đệ chính thức bước vào tuổi trưởng thành, cũng là ngày vợ Đệ bỏ nhà đi bởi tính ham chơi, biến làm, lại nghiện ma túy của chồng mình. Thức tỉnh từ đó, Đệ quyết tâm cai nghiện theo đăng ký tại trại cai nghiện. Chỉ hơn 10 ngày, em đã từ bỏ được cái chết trắng. Dạ, cắt cơn mình 10 ngày vậy đó. Rồi chích thuốc, rồi cho mình uống thuốc rồi. Dạ, ăn hẳn. Thấy hối hận cha mẹ khổ, lo lắng tiền bạc rồi cho mình không đủ như đi cai bọng rồi tốn tiền nhà không. Thông thường khi bị nghiện, các đối tượng và gia đình thường hay giấu kín sự việc do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con, em mình. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh đã triệt phá được 8 vụ tàn trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy. Qua đó đã bắt 13 đối tượng, thu được 5 gram heroin, gần 10 gram ma túy tổng hợp và thu trên 6 kg cần sa tươi. Con số này khá cao so với những năm trước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
bởi chỉ là con số mà lực lượng chức năng phát hiện. Số lượng người nghiện thực tế cao hơn nhiều. Thưa quý vị và các bạn, tác hại của ma túy, mỗi người trong chúng ta ai cũng đều nhận thức được. Tuy nhiên, từ việc nhận thức đến đẩy lùi tệ nạn ma túy còn một khoảng cách rất xa, bởi trách nhiệm nếu chỉ được thực hiện từ phía cơ quan chức năng thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là ở ý thức của những người đã trót nghiện ma túy và của cả cộng đồng. Người nghiện ma túy nếu nỗ lực cai nghiện, đồng thời lên án những hành vi mua bán, vận chuyển, thì họ sẽ là vũ khí hữu hiệu để đối phó với tệ nạn ma túy. Vì vậy, công tác cai nghiện và cảm hóa những người này là một khâu quan trọng trong việc chống lại tệ nạn ma túy. Xung quanh vấn đề giúp đỡ người cai nghiện ma túy, phóng viên Đài có cuộc trao đổi với ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang. Thưa ông, thời gian qua, người sử dụng ma túy đang có chiều hướng tăng lên, dần tỷ lệ người tái nghiện sau khi đã được cai nghiện vẫn còn cao. Xin ông cho biết hiện nay công tác giúp đỡ người cai nghiện được thực hiện như thế nào? Hiện tại đó là cái việc mà để giảm cái số người nghiện ma túy đang gặp khó khăn, đó là cái việc mà hiện tại cái đối tượng ma túy chúng ta biết nó diễn biến phức tạp, và cái đối tượng mà nghiện đó thì họ thường xuyên không có mặt ở địa phương, họ cũng cách này cách khác, họ cũng đi là ở các địa phương khác hoặc là ít về cái địa phương mình, thì việc quản lý cái đối tượng này nó đang là một điểm nóng và cũng là cái khó cho cái các ngành chức năng. Cái việc mà giúp đỡ người cai nghiện đó thì chúng ta đang làm có một số cái nội dung như thế này. Thứ nhất đó là chúng ta tập trung cho cái tuyên truyền, tư vấn sao cai đối với cái người nghiện về cái sức khỏe, rồi cái hòa nhập cộng đồng, rồi điều trị các cái bệnh mà có liên quan, rồi các cái chính sách của đảng, nhà nước giúp các cái đối tượng cai nghiện rồi tái hòa nhập cộng đồng cho nó tốt. Cái thứ hai đó là chúng ta tư vấn hỗ trợ về vay vốn sản xuất, rồi học nghề, rồi giới thiệu việc làm. Cái thứ ba là được tham gia sinh hoạt các cái câu lạc bộ hỗ trợ và tư vấn dành cho người nghiện sau cai. Ví dụ như là người nghiện được sinh hoạt ở câu lạc bộ này ở các cái địa phương thì họ sẽ được gặp gỡ nhau, chia sẻ, rồi được tư vấn, rồi được hỗ trợ giúp đỡ về mọi mặt. Theo đánh giá của ông thì muốn giúp đỡ những người nghiện ma túy tái hòa nhập với cộng đồng thì cần phải thực hiện như thế nào và phương hướng của ngành trong thời gian tới? Để giúp đỡ cái người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng đó thì cần có cái sự quan tâm của mọi ngành mọi cấp, hay chúng ta gọi là của cả hệ thống chính trị. Bởi vì nó liên quan đến mọi mặt cái đời sống của đối tượng, ví dụ như về công ăn việc làm, về sinh hoạt cộng đồng hoặc là trong cái sinh hoạt đời thường, rồi cái sức khỏe vân vân. Về cái phương hướng của ngành đó thì tôi cho rằng là có mấy phương hướng chính như thế này. Thứ tiên là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tư vấn cho cái người nghiện hiểu rõ được cái vai trò, trách nhiệm cái của bản thân họ, rồi của gia đình họ, và kể cả cái công tác tuyên truyền trong cái nội bộ là hệ thống chính trị. Một cái việc nữa đó là cùng với các cái địa phương thì ngành cũng sẽ đẩy mạnh về công tác xây dựng các cái xã phường thị trấn lành mạnh không tệ nạn ma túy mại dâm. Cái thứ ba đó là chúng ta nhân rộng và xây dựng cái đội tình nguyện hỗ trợ giúp đỡ cho người nghiện sau cai. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Mỗi người trong chúng ta cũng nên có cái nhìn thiện cảm hơn với những người đã trót lầm đường lạc lối, sa chân vào ma túy và đang nỗ lực làm lại cuộc đời, tránh kỳ thị để họ bị các thành phần xấu rủ rê quay lại con đường tái nghiện, đồng thời lên án các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. Có như vậy mới đẩy lùi được tệ nạn này, mang lại bình yên cho xã hội. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy được quy định tại khoản 4 điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ 5kg trở lên, heroin hoặc cocaine có trọng lượng từ 100g trở lên. Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ 75kg trở lên. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ 600kg trở lên. Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ 150kg trở lên. Các chất ma túy khác ở thể trắng có trọng lượng từ 300g trở lên. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ 750ml trở lên. Có từ 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm G khoảng 4 điều này. Chuyên đề chính sách pháp luật kỳ này với chủ đề đẩy lùi tệ nạn ma túy đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.